Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong các ngày 9 và 10 tháng 12 vừa qua, tại khu phố Lê Lợi và Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Honda Việt Nam đã tổ chức sự kiện Honda Thanks Day. Đây có thể nói là một sự kiện thường niên của Honda diễn ra vào dịp cuối năm nhằm tri ân khách hàng đã sử dụng các cái sản phẩm cũng như dịch vụ của Honda tại Việt Nam trong một năm vừa qua. Chương trình năm nay diễn ra với khá là nhiều hoạt động, từ việc trưng bày các mẫu xe hai bánh, mô tô rồi ô tô của Honda Việt Nam, đến các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động lái thử xe trải nghiệm, vân vân, rất là nhiều. Chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi nhìn lại những hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được tại sự kiện năm nay. Giống như tên gọi của mình, Honda Thanks Day là mảnh ghép cuối cùng đầy ý nghĩa mà Honda Việt Nam muốn hoàn thành trong bức tranh mang tên tri ân sau một năm được đồng hành và nhận lại nhiều sự yêu mến từ khách hàng, hệ thống nhà phân phối, nhà cung cấp, nhân viên công ty. Trở lại trong không khí lễ hội tưng bừng trước thềm Giáng sinh và năm mới, Thanks Day 2023 mang đến một đại lộ Honda hoành tráng có 102 với khu phức hợp triển lãm xe và vui chơi giải trí cùng hàng nghìn phần quà khủng đã đưa khách hàng từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác, niềm vui nối tiếp niềm vui. Our message is literally. Qua sự kiện này, chúng tôi muốn gửi lời tri ân. Đây là một năm khó khăn mà chúng tôi càng cảm nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ những khách hàng trung thành. Vì vậy, vào dịp cuối năm này, chúng tôi muốn thật sự truyền tải thông điệp cảm ơn tới khách hàng của mình. Với tuyên bố mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái, nhân rộng niềm vui của tất cả mọi người, Honda Việt Nam luôn nỗ lực trong vai trò dẫn đầu sự phát triển của xã hội chuyển động và theo đuổi sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống bằng việc đem đến một thế giới sản phẩm Honda hoành tráng, một không khí đậm chất lễ hội sôi động với tiếng động cơ rền vang, những trải nghiệm đa dạng về xe từ lái thử, thể hiện kỹ năng đến biểu diễn ngoạn mục. Nếu đã từng có mặt tại trường đua F1 Mỹ Đình trong khuôn khổ Honda Thanks Day mùa đầu, chắc hẳn khán giả không thể nào quên hình ảnh một đoàn xe diễu hành cực cháy, dàn xe Goldwing dẫn đoàn, theo sau bởi loạt ô tô và mô tô phân khối lớn hùng hậu, cùng đội hình hàng trăm chiến mã của cộng đồng Liên minh Winner. Tất cả tạo nên một khung cảnh bề thế, mãn nhãn, đậm sắc đỏ Honda và tiếng động cơ vang rền hừng hực khí thế, đốt nóng không gian và thổi bùng ngọn lửa đam mê của những người yêu xe. Năm nay, khoảnh khắc ấn tượng chỉ có tại Honda này đã được tái hiện lại và nhân đôi sức hút tại đường Lê Lợi, con phố tọa lạc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi hội ngộ của đại gia đình Honda Biker, quy tụ những cộng đồng yêu xe đã và đang phát triển mạnh mẽ như hội Big Bros, đam mê phân khối lớn, Liên minh Winner, biệt đội kiêu hãnh Vario, AB Crew. Với những ai đang tìm kiếm một cộng đồng chung để chia sẻ niềm yêu thích về xe cổ, tốc độ và cả phong cách sống, thì không thể bỏ lỡ Honda Thanks Day 2023, ngày hội kết nối những tâm hồn đồng điệu cùng cháy hết mình vì đam mê. This is a special time of the year. Sự kiện diễn ra vào thời điểm đặc biệt trong năm và tại một vị trí cũng rất đặc biệt ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, tôi nghĩ chính bầu không khí nơi đây là điểm hấp dẫn độc đáo nhất của sự kiện này. Ngoài ra, chúng tôi có rất nhiều hoạt động đa dạng như âm nhạc, ẩm thực và cả thời trang. Cùng với đó, bạn có thể trải nghiệm tất cả các sản phẩm của chúng tôi từ ô tô đến xe máy và các sản phẩm động lực. Vậy nên tôi muốn các bạn thực sự cảm nhận Honda trong sự kiện này. Khách hàng đã được hòa mình vào một không gian đậm chất Honda, được lên ý tưởng và bố trí theo 4 khu vực gắn liền với các phong cách sống khác nhau. Bộ sưu tập sản phẩm Honda được phô diễn đầy đủ và đồ sộ, từ ô tô, xe phân khối lớn, xe máy phổ thông đến các sản phẩm máy động lực. Các khu vực trưng bày được bố trí theo phong cách tự nhiên phù hợp với định hướng của từng sản phẩm, trong bối cảnh cuộc sống thường ngày, nhằm tạo cảm giác thân thiện, gần gũi nhất cho khách hàng tham quan và trải nghiệm. Trước giờ em đi cũng nhiều sự kiện rồi, tại đây có vẻ là cái sự kiện lớn nhất của Honda. Em cũng đi tất cả các khu ở đây thì em thấy khu vực lái thử xe thì có vẻ là có cảm giác là thích. Em thấy sự kiện này tổ chức hoành tráng, là kéo dài nguyên một con đường Lê Lợi luôn. Em chưa có đi hết luôn á, mới qua đây thôi. Dạ, hôm nay thì Honda tổ chức cái hoạt động này rất là vui. Dạ, nhiều cái hoạt động như là check in vô rồi lái thử xe rồi nè. Em thích nhất là cái trải nghiệm lái thử xe của em. Với những ai yêu mến tốc độ và phong cách thể thao trên các mẫu xe ô tô Honda thì chắc chắn không thể bỏ qua khu trưng bày mẫu xe Civic Type-R và các dòng xe ô tô khác như Honda City, Civic, HR-V, đặc biệt là mẫu xe CR-V RS công nghệ Hybrid lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam. Bên cạnh đó,
khách hàng cũng có thể khám phá loạt xe máy mang đậm phong cách đường đua như RC213V, CBR150R và Winner X. Đến với khu vực sống cổ điển, khách tham quan đã được chiêm ngưỡng những chiếc xe như Honda Super Cup, Honda Dream. Bộ sưu tập Honda cổ không chỉ xuất hiện như một minh chứng của thời đại, mà còn mang theo ký ức sống động của biết bao người Việt. Sự kiện còn thu hút khách tham quan với không gian âm nhạc sôi động cả ngày và đêm nhạc hội. Đặc biệt là cuộc thi Honda chuyển động truyền đam mê và cuộc thi sáng tạo thiết kế xe Honda. Đại lộ Honda mang đến cơ hội lái thử các mẫu xe ô tô Honda, mô tô phân khối lớn đến xe máy phổ thông. Ngoài việc được tham gia lái thử và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn trong xa hình, khách hàng còn được trải nghiệm lái các sản phẩm ô tô và mô tô phân khối lớn trên cung đường thực tế với những bài thử chuyên biệt. Mình thích cái Honda Civic này nè, nó có tính năng an toàn mà nãy nó tự động phanh giùm em. Sự kiện cũng là cơ hội hiếm có để khách hàng chứng kiến và trải nghiệm những mẫu xe mới được Honda Việt Nam giới thiệu như Winner X 2024 và Way RSX mới. Winner X 2024 tiếp tục sở hữu thiết kế mạnh mẽ, năng động, nổi bật với những đường nét liền mạch chắc chắn và góc cạnh trên toàn bộ thân xe. Thiết kế nửa thân xe phía trước bề thế với đặc tính khí động học lấy cảm hứng từ hình ảnh của những mẫu mô tô phân khối lớn. Mặt đồng hồ kỹ thuật số dạng âm bản với thiết kế hình khối thể thao nhỏ gọn và hiện đại, mang lại tầm nhìn xuất sắc cho người lái trong mọi điều kiện ánh sáng và cảm giác hưng phấn trong từng khoảnh khắc trải nghiệm. Dạ, em cũng đã thử qua các loại xe ở đây và có lẽ là em thích nhất là chiếc Winner X mẫu mới của Honda. Dạ, thì Honda đã thiết kế nâng cấp vài điểm trên chiếc xe này, em thấy đổi mới như là đầu đèn hay là phần dè sau của xe cũng như là động cơ. Em thấy mẫu Winner mới thì nó đẹp, với lại mẫu nó thể thao với nó trẻ trung, phù hợp với những cái thế hệ Gen Z như em. Winner X 2024 sẽ được chính thức bán ra thị trường từ ngày 24 tháng 12 năm 2023 thông qua các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm hết trên toàn quốc, với thời gian bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, và giá bán lẻ đề xuất từ 46 đến 50,5 triệu đồng. Thì em muốn cảm ơn Honda đã tổ chức những cái sự kiện này để mà em có thể biết hơn những cái mẫu xe cũng như được trải nghiệm những cái mẫu xe mới của Honda. Em mong là trong tương lai thì Honda Việt Nam sẽ cho ra nhiều mẫu xe mới hơn. Mong là Honda sẽ ra được nhiều kiểu dáng hơn nữa, kể cả ô tô và xe máy. Có nhiều cái sự kiện như thế này nữa để cho, nói chung là để cho khách hàng có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn sản phẩm của Honda. Cũng nằm trong chuỗi sự kiện tri ân khách hàng, từ nay đến cuối năm, Honda Việt Nam cũng tung ra nhiều chương trình ưu đãi mua xe. Ngoài chương trình ưu đãi phía trước bạ khi mua các dòng xe ô tô trong tháng 12, Honda Việt Nam còn triển khai chương trình khuyến mại lớn nhất May mắn về tay, mua ngay trúng lớn. Chương trình được chính thức triển khai từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức mua xe hoặc làm dịch vụ. Khi mua các dòng xe máy từ phổ thông tới cao cấp, khách hàng sẽ được tham gia quay thưởng may mắn với cơ hội trúng giải thưởng đặc biệt là xe SH350i trị giá hơn 150 triệu đồng và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Như một lời chúc mừng năm mới đầy ý nghĩa, Honda Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt với quy mô ưu đãi chưa từng có dành cho mọi khách hàng, từ mua xe đến sử dụng các dịch vụ khác tại hết. Thông qua chương trình này, khách hàng sẽ có một hành trình mua sắm đầy ắp niềm vui, may mắn và những khoảnh khắc ấn tượng chào đón năm mới nhiều an khang và thịnh vượng.